Clip này mà Tuấn gửi đến các bác con Technot, con Technot bác nhé, con này kim rốn này, đấy vẫn đang chạy bình thường. Chỗ 12 giờ là logo của Technot, còn tất cả các điểm giờ đều được đính đá hết bác ạ. Nhìn nhé bác, nhìn tổng thể này, con này màu vàng rất là đẹp luôn, màu vàng cực kỳ đẹp. Con này hợp với tay 18, 19, 20, 21. Đấy, dây gì luôn. Con này đeo rất là ít luôn nhá. Con này đây đeo cực kỳ ít luôn. Dây da zin theo luôn ạ. Đeo rất ít. Màu, bác nhìn xem. Màu vàng này. Đây, em quay thật gần cho bác nhìn này. Lấy cái này em lau đi cho bác xem. Đẹp mỹ mãn luôn. Được chưa? Technot. Đấy, có hộp các bác nhé, còn hộp luôn. Giá con này là 2 triệu 9 ạ, 2 triệu 9. Em Tuấn đo size cho bác nhé, em Tuấn đo size này. Đo size kích thước cho bác luôn này. Nhìn này. Đây, size con này là size 42. Bác nhìn chưa? 42. Tay 42 thì hợp với những tay to từ 18 trở lên, 18, 19, 20, 21, hợp lý. Kim vàng, tất cả các điểm, bác nhìn cái điểm giờ này, điểm giờ từ tất cả điểm giờ ngoài nhé, và điểm giờ bên trong cũng có đính đá đấy, đính đá luôn đấy. Con này kim rốn nhé bác nhé, bác nhìn kim rốn chỗ điểm 6 giờ vẫn đang chạy này. Đấy, kim rốn, mức giá 2 triệu 9 ạ. 2 triệu 9, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. 2 triệu 9 thôi nhé. Dây cũng Technot luôn. Ok rồi. Chào các bác.